Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ làm về một cái ban bệnh rất là thông dụng hay gặp trong các loại bếp từ. Đó là cái ban liên quan đến bàn phím. Tức là cái ban những cái liên quan đến bàn phím mà bấm không được các thứ ấy, thì mình cũng không làm đâu vì cái ban này nó đơn giản. Nhưng mà mình thấy trên kênh của mình cũng rất nhiều bạn hỏi về cái ban này. Nên tiện thể hôm nay mình gặp trên cái bếp media này mình sẽ nói rõ về các nguyên nhân hư hỏng xảy ra. Những cái ban liên quan đến bàn phím nhé, tức là ban nó như thế này các bạn, cắm điện này, nó có quạt chạy một cái rồi là có đèn báo chờ và bây giờ nó bấm không tác dụng gì nữa nhé các bạn nhé, tức là tóm lại là bàn phím nó không nhận, các bạn thấy không, nó không nhận gì cả, cắm này, đấy, như là có nguồn như này thì có thể là mình có khẳng định 100% là không phải do nguồn hỏng đâu nhé, bởi vì nguồn nó đã có kêu tiếng tít và chờ. Như này là bếp nó đã khởi động xong và nó đang chờ mình bấm power để cho nó chạy, nhưng mà nguyên nhân có thể là do phím power này bị lỗi không không tiếp xúc đấy là nó không chạy, hoặc là do main bẩn, và hoặc nữa ấy là ngày xưa ấy, cách đây khoảng mấy năm ấy, khoảng 5 năm về trước ấy, là dòng media rất hay lỗi con ICTM1668 IC xử lý bàn phím này nhá. Giờ mình sẽ tháo nó ra xem nó lỗi gì và mình xử lý nhé. Thì nguyên nhân để mà không bấm được phím thì nó chỉ có thế thôi các bạn ạ. Nó không phải là chết vi xử lý và cũng không phải là chết nguồn, mà cái này là do máy không nhận được lệnh của người sử dụng. Cụ thể là ui rồi. Cái bếp này là cái bếp của quán lẩu nên nó khá là bẩn các bạn ạ. Nó bẩn lắm. Tí mình sẽ đi vệ sinh qua đã. Thì nguyên nhân nhá, như chúng ta cắm vào đấy, nó có đèn chờ và có tiếng kêu tít ấy, là máy nó đang ở chế độ chờ rồi nhưng mà nó đang không nhận được lệnh của người sử dụng. Thì cụ thể là cái phím power là nó đang bị lỗi chẳng hạn, dẫn tới là nó không không nhận được cái lệnh đấy, hoặc là cái bàn phím như cái bếp này này, cái bàn phím của nó quá là bẩn luôn, bởi vì là do cái quạt gió này nó quay nó quẩn cái nước lẩu của cái quán ăn này nó lên, mà dẫn tới là nó có thể là bị chạm chạm những mạch in này, dẫn tới là nó cũng lỗi, nó cũng không không bấm được phím power, không mở được nhé. Và nữa nặng hơn ấy, là do con ICTM1668 này lỗi này. Đây là con IC, nó có đuôi, nó có mã số, có thể là đuôi đằng trước nó khác nhau nhưng mà nó sẽ có đuôi, nó có số là 1668. Thì con này nó có chức năng là điều khiển các led 7 đoạn, các led hiển thị và nhận lệnh các phím bấm để đưa thông qua cái cáp này đưa xuống cho IC vi xử lý dưới bo điều khiển ấy, à dưới bo ấy này này, dưới bo công suất này các bạn nhé. Thì đấy, nguyên nhân nó là như vậy. Một là do phím hỏng, hai là do mạch in chạm chập, ba là do con IC lỗi. Hoặc như một số bếp khác ấy, thì mình gặp ấy là do led nó chập nó cũng bị nhá, nhưng riêng riêng trên dòng media này thì mình thấy led nó chập thì nó không không xảy ra cái lỗi này. Bây giờ tạm thời mình dừng cái video để mình đi vệ sinh sạch đã, rồi sau đó mình sẽ xử lý nhá. Ở đây mình cũng đo thử qua cho các bạn đã. Cho cái phím của nó này, đây là cái phím power nhá các bạn nhá. Phím power này. Đầu tiên là nó phải nhận được cái phím này mà. Thì chúng ta sử dụng cái đồng hồ đo thông mạch thôi. Chúng ta sẽ đo được biết được nó sống hay nó còn sống hay chết. Chúng ta để thang đo thông mạch này. Và như mình này, mình cái này nó có hơi có keo chống ẩm nên chúng ta phải ấn mạnh nhá, và chúng ta cào xước đi rồi chúng ta ấn. Đấy các bạn thấy không? Nó cũng như con này là khả năng hỏng phím này, không ấn được luôn, và mình tí nữa mình vệ sinh sạch cái đi. Những phím khác nhá, như một cái phím bên cạnh này. Thì mình đo này. Các bạn thấy không? Mình bấm này, đồng hồ của mình nó lên. Mình bấm nhá. Đấy, đồng hồ của mình nghe như là phím nó sống, nhưng mà cái phím power này thì ấn không còn tác dụng gì nữa này. Như vậy là phím power nó hỏng nhé các bạn nhé, bấm không được này. Mình đi vệ sinh nó đã rồi mình sẽ vào mình xử lý nhá. Mình vừa đi vệ sinh qua nó về này, và mình cạo qua là một số cái chỗ mạch in mà nó bị xỉn bẩn nhá các bạn nhé. Ở cái bếp này của cái quán lẩu mà nên nó bẩn lắm, nó còn có cả phân rán này, rán nó làm tổ rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần thay cái phím ấy thôi, và đặc biệt ấy, mình chỉ quan tâm mỗi riêng dòng media này thì mình quan tâm mỗi phím tắt bật này và to tăng giảm âm tăng giảm công suất thôi, tăng công suất và giảm công suất thôi, còn những cái phím khác là mình chả quan tâm đâu, và đôi khi mình cũng thấy nó chập xỉn là mình nhổ mình bỏ đi luôn. Bây giờ mình sẽ cái phím tắt mở này, vừa nãy mình đo nó không thông thì mình sẽ tháo nó ra mình thay luôn trong phím mới, bởi vì cái phím tắt mở này cái quá đây là cái bếp của quán lẩu mà nên họ sẽ sử dụng tắt mở rất nhiều, dùng rất nhiều dẫn tới là nó sẽ hỏng, cũng như là điều khiển từ xa tivi các thứ của chúng ta, chúng ta cứ mở tắt mở nhiều thì cái phím tắt mở nó lúc nào nó cũng bị dai khó bấm.
thì cái bếp từ này cũng thế các bạn ạ, phím tắt mở rất là hay hỏng luôn, mình gặp nhiều lắm. Đấy, mình đã tháo ra cái phím này thì nó là cái bếp này nó lại phím sử dụng hai chân chứ không phải là bốn chân. Thì đây mình có một cái phím hai chân để mình thay cho nó này, thì mình đo hai chân nó và mình kích này, các bạn thấy không, đồng hồ nó lên này, nó kêu rồi, là ok, là phím ok, phím tốt. Và mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là khi các bạn kiểm tra phím ok mà vẫn không bấm được thì sẽ kiểm tra những phần nào nhé. Khi mà chúng ta kiểm tra phím ok ấy, mà vẫn không bấm được ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra phần nào nữa. Đây, giờ mình sẽ test thử phát xem nó đã bấm được chưa nhé. Mình cắm điện này, đấy như vậy đấy, nó kêu là nó im như này luôn này. Và mình thử bấm power này, như vậy là nó ok này, các bạn thấy không, cái máy cái này nó chỉ hỏng phím thôi. Tắt này, bật này, phím tăng cũng hỏng các bạn ạ, phím tăng không bấm được này, bấm rất dai luôn, mình phải thay cả phím tăng nữa nhé. Và la giả sử nhá, giả sử một phím này chập chẳng hạn này, à cái này nó cho phép bấm. Như một số bếp của Seiko ấy, là một phím bị chạm ấy, là nó sẽ không cho phép bấm phím tắt mở đâu các bạn ạ. Nhưng riêng cái dòng này thì nó cho bấm rồi. Riêng Media thì nó cho bấm, mình thử lại xem nào. Giả sử mình làm cho phím giảm âm lượng bị chập nhá, mình xem nó mở được không. Đó, à đấy, nó không mở được, các bạn thấy không. Nó cũng như những cái bếp khác nhá. Tức là như nào, tức là khi một phím nào đấy nó bị giò chẳng hạn, là nó luôn bị vi xử lý luôn nhận là đang một phím đang chạm, đang giò các bạn đấy này, thì mình sẽ bấm power không bấm được nữa, các bạn thấy chưa. Nên đôi khi chúng ta mà kiểm tra phím power ok rồi ấy, mà một phím nào đấy nó bị không phải là nó bị hỏng theo kiểu tách nhau ra mà nó bị chập ấy, là chúng ta cũng không bấm được nhé. Như vậy nha, khi mà chúng ta đã thay phím mà vẫn không được ấy, thì chúng ta sẽ giò mạch như thế này này. À, con này là nó chỉ có hai chân thôi, thì chúng ta sẽ dò một chân này nhá, nó sẽ phải đi tới một chân của vi xử lý, nó đi này, đấy, nó đi vào chân này của vi xử lý này, và chân còn lại này nó đi qua đây này, đây là bóng sáng này, sau đó đi nữa chúng ta cứ dò thôi, và kiểu gì nó cũng sẽ tới một chân của vi xử lý nữa nhé các bạn nhé. Đây, nó đến tới chân này của vi xử lý nữa, các bạn thấy không, thì chúng ta dò thế, giả sử như máy in ở đấy nó bị đâu nó bị xỉn nó đứt chẳng hạn, dẫn tới là nó ấn nhưng mà nó không lạnh, nó không đưa tới được con IC điều khiển phím này thì nó không được nhé các bạn nhé. Con này con IC khiển con TM1668 chứ không phải con vi xử lý. Và nữa ấy, là đôi khi như này này, đôi khi giả sử như cái phím này nó bị xỉn này, máy in nó xỉn này và nó chạm vào nhau dẫn tới là cái con IC này mặt này nó cũng luôn nhận là có một phím bị chập, thì nó cũng không cho phép mở được cái phím power nhé các bạn nhé. Đây, mình giả sử luôn phím này bị chập nhé, rồi mình bật thử xem có được nữa không nhé. Đây, mình giả sử cái phím này mình không biết là chức năng là gì nhé, mình đang hàn chập, mình cứ giả sử là máy in bị xỉn, bị chập các bạn nhé, bị chập hai cái chân phím vào nhau ấy, và mình sẽ thử cho nó có lên được không nhé, để chúng ta hiểu được cái nguyên lý của bàn phím của nó nhé. Đấy, nó cũng chờ như thế nhá, và mình bật này, các bạn thấy không, nó không bật được nữa, mặc dù mình đã thay phím tốt rồi nhá, không bật được nữa này, bởi vì nó đang bị chập cái phím này mà. Như vậy là khi kiểm tra phím ok mà vẫn mạch in đến của cái đường phím đấy ok mà không được thì chúng ta phải kiểm tra mạch in của những đường khác nữa, và có thể cô lập. Như con này mình có thể tháo vứt bỏ nó luôn, bởi vì là cái quán lẩu này họ chỉ có tắt bật và tăng giảm thôi chứ chả lấu các chương trình gì cả đâu. Mình test lại này, bật này, ok, thấy không, giảm tốt này, nhưng cái này tăng hơi khó, mình sẽ phải thay cái này. Như vậy là qua video này chúng ta sẽ hiểu được một cái phần nào đó về cái nguyên lý hoạt động của các phím trong những cái bếp từ các bạn nhé. Thì khi chúng ta hiểu cái nguyên lý của nó thì chúng ta sẽ xử lý được cái ban bệnh của trên nó đơn giản hơn. Cái phím này là đơn giản, còn cái phần cảm ứng thì mình sẽ lúc nào mình gặp mình sẽ làm về một cái video về cái phím cảm ứng nữa. Phím cảm ứng thì nó phức tạp hơn một chút. Còn video mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Chào các bạn.